Sáng 27 tháng 6, hơn 34.000 thí sinh Đồng Nai chính thức thi môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo ghi nhận trên toàn tỉnh, đa phần các em đều đến điểm thi khá sớm. Chỉ có vài em bị nhầm địa điểm thi và được lực lượng công an hỗ trợ, đưa đến đúng điểm thi trước khi giờ thi bắt đầu. Điểm thi tại trường trung học phổ thông Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa. Hơn 6 giờ sáng, thí sinh đã bắt đầu đến khá đông. Xét giờ thi, nhiều em vẫn tranh thủ ôn bài để tự tin hơn cho môn thi đầu tiên là môn văn. Định thi ngành công nghệ hóa cô. Rồi còn nay thì thấy rất là bồn chồn và lo lắng. Bởi vì con thi theo với tự nhiên chứ không phải là xã hội, em vốn hết ạ. Em học thuộc hết nhưng mà em cũng lo là với môn em học, với bài em học là nó sẽ không trúng. Không quên hết rồi. Con không học thủ, con cứ học mỗi bài sơ lược qua, nắm kỹ chính rồi ạ. Và con cũng mang đủ cái kiến thức của mình đi để phục vụ cho cái kỳ thi này để được điểm số khá cao trong kỳ thi này. Với nhiều thí sinh tự do, các em dự thi để xét tuyển đại học thì lo lắng hơn và áp lực hơn khi lần thứ hai dự thi. Đặc biệt năm nay lại là năm cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Con dự tính thi vào trường quân đội, cụ thể hơn là trường sĩ quan chính trị. Thì con cảm thấy thì cũng rất là tự tin nhưng mà bên cạnh đó cũng rất là lo lắng. Những cái môn ấy thì mình chắc kiến thức ấy, thì cũng đỡ áp lực hơn. Còn đối với con nhé, cụ thể con nói thật luôn là môn văn thì cũng hơi lo. Tương tự tại điểm thi trường trung học phổ thông Trị An, huyện Vĩnh Cửu. Theo ghi nhận khoảng 6 giờ, các em đã có mặt tại trường để chuẩn bị thi môn ngữ văn. Điểm thi này có 31 phòng thi, gồm học sinh các trường trung học phổ thông Trị An, Hùng Vương và trung học cơ sở trung học phổ thông Huỳnh Văn Nghệ. Nhiều phụ huynh đồng hành cùng con trong những ngày thi quan trọng này, nhất là những gia đình cách điểm thi vài chục km. Cũng hồi hộp lắm, cũng lo cho cháu nó, sợ nó có cái gì trục trặc xảy ra thôi, chứ còn ngoài ra thì cứ theo khả năng của nó. Nghỉ lại đây để chiều cháu nó thi luôn, chiều ấy về trong nhà. Thì cái đoạn đường đi nó xa quá. Huyện Nhân Trạch, năm nay có 1.982 thí sinh thi tại 3 điểm thi là các trường Trung học cơ sở Phước Thiền, Trung học phổ thông Nhân Trạch và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sáng nay các em đến điểm thi sớm, không có thí sinh đi trễ. Để tiếp sức, các đội thanh niên tình nguyện phát nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng học tập cho thí sinh dự thi, cũng như hỗ trợ đưa đón thí sinh miễn phí tại 3 điểm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi quan trọng. Năm nay, Đồng Nai có số lượng thí sinh lớn nằm trong top 5 cả nước với hơn 34.000 thí sinh. Toàn tỉnh có 62 điểm thi. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6, các thí sinh chính thức tham dự kỳ thi này với tổng số 5 bài thi. Trong đó có 3 bài thi bắt buộc và 2 bài thi tổ hợp tự chọn. Ở môn thi đầu tiên này, cả học sinh lẫn phụ huynh đều mong muốn đầu xuôi đuôi lọt và sẽ có một kết quả tốt.